30 tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới quý khán thính giả đã luôn đồng hành cùng kênh Tin Mới. Trong bản tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước và quốc tế hôm nay, hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức mới nhất và nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua ở video sau đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới trong bản tin ngày hôm nay. Các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nội dung sau: lũ quét ngập lụt ở miền Trung và Tây Nguyên, lũ trên các sông ở khu vực miền Trung vẫn tiếp tục lên, nhiều nơi có mưa. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, lũ trên các sông ở khu vực miền Trung vẫn tiếp tục lên, mặc dù cả ba yếu tố chi phối hình thái thời tiết của vùng này là không khí lạnh, gió đông và giải hội tụ nhiệt đới đều yếu đi, mưa đã tạnh, chỉ còn lại một số khu vực cục bộ nhưng lượng mưa nhỏ, chỉ dưới 50mm. Dự báo mực nước trên các sông từ Khánh Hòa đến Ninh Thuận và Nam Tây Nguyên có khả năng lên và ở mức báo động 1, báo động 2, cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng thấp và đồng bằng các tỉnh trên. Lũ trên sông Ngàn Sâu, hạ lưu sông La, Hà Tĩnh, sông Cả, Nghệ An, sông Ba, Phú Yên, các sông ở Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai và Đắk Lắk đang lên, các sông từ Quảng Bình đến Quảng Nam và Kon Tum đang xuống chậm. Mực nước lúc 19 giờ hôm qua trên một số sông như sau: sông Cả tại Nam Đàn 6,43m dưới báo động 2 0,47m, sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt 8,77m dưới báo động 2 0,23m, sông Vệ tại cầu sông Vệ 3,2m dưới báo động 2 0,3m, sông Côn tại Thạch Hòa 7,32m trên báo động 2 0,32m, sông Ba tại Ayupa 156,91m trên báo động 3 0,91m, tại Cùng Sơn 31,13m dưới báo động 2 0,87m. Các sông ở Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai và Đắk Lắk tiếp tục lên. Sáng nay mực nước trên một số sông Cả tại Nam Đàn lên mức 6,6m dưới báo động 2 0,3m, sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt mức 8,85m dưới báo động 2 0,15m, sông Trà Khúc tại cầu Trà Khúc lên mức 5m ở mức báo động 2, sông Vệ, cầu sông Vệ lên mức 4,5m ở mức báo động 3, sông Con tại Thạch Hòa lên mức 7,7m dưới báo động 3 0,3m, sông Ba tại Ayupa 157,4m trên báo động 3 1,4m, tại Cùng Sơn lên mức 32,8m dưới báo động 2 0,8m, tại Phú Lâm lên 2,7m ở mức báo động 2, sông Đắk Nông tại Đắk Nông lên 590m dưới báo động 3 0,5m. Hôm nay, mực nước trên các sông từ Khánh Hòa đến Ninh Thuận và Nam Tây Nguyên có khả năng lên và ở mức báo động 1, báo động 2. Cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng thấp và đồng bằng các tỉnh trên. Thanh Hóa vỡ đê dần trắng tay. Hàng trăm hộ dân thuộc các xã Trường Lâm, Tân Trường, Tùng Lâm, Mai Lâm, huyện Tĩnh Gia phút chốc trắng tay bởi sự cố vỡ đê Đồng Đáng ở thôn Sơn Thủy, xã Trường Lâm vào rạng sáng qua. Do ảnh hưởng bởi hoàn lưu của cơn bão số 2, những ngày giữa tháng 7, mưa to đến rất to nhiều nơi trên địa bàn rộng, làm dung tích các hồ chứa ở huyện Tĩnh Gia rơi vào mức báo động và đã làm cho đê Đồng Đáng bị vỡ, kèm theo các hồ đập ở các xã lân cận như đập Cây Dừa ở thôn Đồng Lách, đê Ông Kiến ở thôn Tân Phúc, xã Tân Trường bị tràn từ 0,4 đến 0,6m, có nơi nước tràn qua bờ đập trên 1m. Ông Bùi Bá Nhương ở thôn Sơn Thủy, xã Trường Lâm ở gần đê Đồng Đáng cho biết, khoảng gần 4 giờ sáng qua, cả gia đình bị thức giấc bởi tiếng nước chảy rầm rầm như thác đổ và chỉ ít phút sau đó là nước bắt đầu dâng lên rất nhanh. Chỉ gần 3 giờ sau khi vỡ đê, mực nước dâng lên 4-5m, khiến cho đồ đạc, tài sản của nhân dân không kịp di chuyển nên tổn thất rất nặng nề. Có hộ gia đình gần đê nuôi hơn 100 con gà đã bị nước cuốn trôi, không còn một con. Hơn 20m đê đã bị cuốn trôi, cùng với đó dọc theo thân đê là hàng trăm vết nứt như chạm trổ, uốn lượn, chỉ trực chờ một con nước là có thể đổ sụp bất kỳ lúc nào. Được biết, con đê này mới được xây dựng và kè bê tông 4 năm nay. Có mặt tại thôn 4 và thôn 5 của xã Tân Trường, nơi ảnh hưởng nặng nề nhất của trận lụt. Tính đến sáng nay, hơn 24 giờ ngập lụt thì nước đã rút đi tương đối. Tuy nhiên, nhiều nơi ở hai thôn này nước vẫn chưa rút hết, còn ngập sâu trong sân các hộ gia đình và đường giao thông liên thôn. Từ đầu thôn, khuôn mặt của những người nông dân chân lấm tay bùn vẫn còn hiện hữu vẻ bàng hoàng sau trận lụt lịch sử. Họ không tin rằng của cải, tài sản tích góp bao năm đã cuốn trôi theo dòng nước lũ ác nghiệt. Với vẻ mặt khắc khổ, bà Lê Thị Nhân ở thôn 5, xã Tân Trường chua xót: gần 2 giờ sáng qua thì nước bắt đầu có dấu hiệu dâng, đến 6 giờ sáng cùng ngày thì mực nước đã lên đến gần nóc nhà.
Con cái đi làm xa, thân già tật nguyền ở nhà một thân một mình, không thể làm gì hơn ngoài việc nhìn tivi tủ lạnh đồ đạc dần bị nhấn chìm trong dòng nước. Bà chỉ kịp leo lên nóc nhà cùng những người hàng xóm và được đội cứu hộ của xã và huyện cứu trợ đưa đến nơi an toàn. Khi trở về nhà, bà không thể cầm được nước mắt khi toàn bộ tài sản đã gần như hư hỏng hoàn toàn. Vài chục kg gạo đứa con út mới gửi cho tôi ăn dần cũng không thể ăn được nữa rồi. Vừa nói bà vừa vân vê từng hạt gạo đang phơi với hy vọng nhanh khô để còn nấu ăn chống đói. Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Trọng Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Trường cho biết, đê Đồng Đá bị vỡ cộng với việc xả lũ ở các hồ đập của huyện Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An làm cho lưu lượng nước đổ về các hồ đập ở Tân Trường tăng nhanh và gây tràn đập cây dừa và đê Ông Kiến, nơi tràn sâu nhất lên đến trên 1 mét. Trước sự cố đó, chúng tôi đã huy động toàn thể bà con nhân dân ngay trong đêm chặt cây đóng cọc trên thân đê và đắp bao cát tránh vỡ đê. Sau đó điều động hơn 10 xuồng máy di chuyển người dân đến các nơi an toàn, cấp phát mì tôm, nước sạch và tổ chức nấu ăn đảm bảo không một người dân nào bị đói trong mưa lũ. Ông Nam cũng khẳng định đối với xã Tân Trường chỉ có hiện tượng tràn đê chứ không hề vỡ đê như một số báo chí đã đưa tin trước đây. Tính đến nay, trận lụt đã ảnh hưởng đến 291 hộ, trong đó 241 hộ phải di chuyển về nhà văn hóa thôn 10 và Ủy ban Nhân dân xã Tân Trường tránh lụt. Hơn 121 hectare lúa và 37 hectare hoa màu bị ngập mất trắng, 38 hectare diện tích nuôi trồng thủy sản đã bị cuốn trôi, 29 km đường giao thông bị hư hỏng nặng nề. Rất may không có thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản của nhân dân là vô cùng nặng nề. Sự cố vỡ hồ đập trong mùa mưa bão không phải là mới, tuy nhiên một dấu hỏi được đặt ra là liệu tính mạng, tài sản của nhân dân đã thực sự các nhà quản lý coi trọng và đặt lên hàng đầu. Hậu vỡ đập ở Thanh Hóa, nhiều hộ dân trắng tay. Trong những ngày bão lũ, đập nước bị vỡ, nhiều tài sản gồm lúa gạo, trâu bò, tiền bạc của các hộ dân bị nhấn chìm. Sau 3 ngày ngập chìm trong nước, có mặt tại xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Vào sáng nay, trên các con đường vào thôn 4 và 5, bùn đất và rác rưởi vẫn đầy đường sau khi nước lũ rút. Mùi hôi do xác gia súc gia cầm chết vẫn còn phảng phất trong gió, cộng thêm cái nắng gay gắt thường xuất hiện sau khi mưa bão đi qua, càng làm cho không khí nơi đây thêm ảm đạm. Tranh thủ trời nắng, người dân vừa dọn dẹp đồ đạc, mang chăn màn quần áo ướt ra phơi, vừa quét những hạt lúa bị vón cục do ngâm nước phơi trên sân, còn phủ một lớp mỏng bùn nâu do nước ngập lâu ngày. Chị Lê Thị Giọng, người dân thôn 5, làng Thông, xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia thở than. Từ hôm trở về nhà, gia đình chị được chính quyền địa phương hỗ trợ 5kg gạo và hơn một thùng mì tôm ăn liền cùng với một chiếc chiếu mới. Mối quan tâm nhất của chị hiện nay là làm sao có gạo để nấu cơm cho các con của chị sau những ngày chạy lũ. Nước lũ lên nhanh quá, tôi chỉ kịp chạy còn đồ đạc trong nhà thì bị ngập hết. Bây giờ chỉ mong chính quyền hỗ trợ lương thực, sách vở cho gia đình sớm ổn định cuộc sống để các cháu đến trường học, chị Lê Thị Giọng chia sẻ. Do ảnh hưởng của cơn bão số 2 trên địa bàn huyện Tĩnh Gia xuất hiện mưa to làm 3 hồ đập bị vỡ cùng với việc xả lũ của hồ Yên Mỹ, khiến 6 xã phía nam của huyện bị ngập lụt. Mưa lũ bất chợt khiến hàng trăm hộ dân không kịp trở tay. Người dân chỉ kịp bế theo trẻ con chạy ra đường. Các cụ già leo lên xà nhà, dỡ ngói ngồi vẫy tay cầu cứu lực lượng cứu hộ. Trong vòng ít giờ, nhiều tài sản gồm lúa gạo, trâu bò, tiền bạc của các hộ dân bị nhấn chìm. Cháu Lê Thị Hoa ở thôn 4 xã Tân Trường vui mừng khi sách vở đã khô để mai có thể đến trường. Anh Trần Thế Nam, người dân xã Trường Lâm, có người thân của gia đình ở thôn 4 làng Thông xã Tân Trường tâm sự. Hôm đó trời mưa to từ sáng sớm cộng với nước dâng cao khiến cả xóm ngập cao. Tôi chạy xuống nhà bác để giúp các bác chạy lũ cũng phải đi thuyền, còn nhà cửa thì không kịp khóa, đồ đạc đều ngập hết cả. Sau mưa lũ, ngoài việc cứu đói cho người dân vùng thiên tai của các cấp chính quyền, vấn đề lo ngại nhất hiện nay là môi trường sinh sống sau lũ, bởi dịch bệnh sẽ bùng phát vì môi trường và nguồn nước sinh hoạt bị ô nhiễm nghiêm trọng. Ngay sau khi nước rút, cán bộ xã Tân Trường khẩn trương phun thuốc khử khuẩn phòng dịch bệnh sau lũ. Ông Lê Hồng Phong, người dân thôn 4 xã Tân Trường lo lắng, trước đây ở khu vực này cũng bị ngập do lũ, sau đó dịch sốt xuất huyết hoành hành khi nước lũ đi. Còn bây giờ trận lũ này còn cao hơn trận lũ trước thì chắc chắn dịch bệnh là điều không tránh khỏi.
Gia đình tôi đã chủ động vận động bà con trong xóm vệ sinh nhà cửa, không để bọ gậy những nơi nước tù đọng để tránh muỗi. Quan trọng nhất hiện nay là ngoài sự hỗ trợ của chính quyền địa phương thì người dân cũng cần chủ động bảo vệ gia đình mình trước môi trường ô nhiễm. Ước tính thiệt hại của huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa trong đợt mưa lũ vừa qua hơn 100 tỷ đồng. Trong đó, hơn 1.000 hecta lúa và hoa màu bị ngập úng và mất trắng. Mưa lũ khu vực sông Cam Ly ở Lâm Đồng. Từ đêm nay, khu vực này sẽ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20mm đến 50mm trong vòng 24 giờ, có nơi trên 80mm trong vòng 24 giờ. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai vừa có công văn khẩn gửi Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng về ứng phó với mưa lũ khu vực sông Cam Ly. Theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm nay, khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20mm đến 50mm trong vòng 24 giờ, có nơi trên 80mm trong vòng 24 giờ. Để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với lũ lên nhanh thường xuyên xảy ra trên khu vực sông Cam Ly, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng tiếp tục theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo về mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất để thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền, người dân, các cơ sở dịch vụ du lịch, du khách, nhất là người nước ngoài, chủ động các biện pháp phòng tránh phù hợp, đảm bảo an toàn cho người, tài sản và sản xuất. Triển khai lực lượng xung kích phòng chống thiên tai tại các cơ sở kiểm tra, rà soát các khu dân cư vùng trũng thấp. Khu vực có nguy cơ sạt lở ven sông Cam Ly qua các huyện Đức Trọng, huyện Lâm Hà, thành phố Đà Lạt để chủ động tổ chức di dời sơ tán người dân khi có lũ lớn xảy ra, khơi thông dòng chảy, phòng chống sạt lở đất. Canh gác hướng dẫn tại các ngầm, tràn, các tuyến đường dễ bị sạt lở, chia cắt, sẵn sàng phương án phương tiện điều tiết đảm bảo an toàn, sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống. Trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì Phương Thúy xin thay mặt cho ekip làm chương trình cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.